Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong 2 năm trở lại đây, làn sóng fintech trong lĩnh vực thanh toán dịch vụ tiện ích đã trở nên sôi động ở Việt Nam. Đặc biệt, rất nhiều thương vụ rót vốn cũng như ký kết hợp tác giữa công ty fintech và ngân hàng trị giá triệu đô đã diễn ra. Đó là những thương vụ triệu đô nào? Fintech đem lại những lợi ích gì trong hoạt động ngân hàng? Liệu có rào cản khó khăn nào trong sự song hành giữa fintech và ngân hàng hay không? Tất cả câu trả lời sẽ có trong tạp chí ngân hàng tuần này với chủ đề Fintech, cánh tay nối dài của ngân hàng. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây của chúng tôi về sự phát triển mạnh mẽ của Fintech trong hoạt động tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Financial Technology, công nghệ tài chính hay còn gọi tắt là Fintech, cụm từ sử dụng để nói đến các công ty công nghệ, sử dụng điện toán đám mây, công nghệ số sử dụng Internet, các phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng và đầu tư. Fintech đang tạo ra những thay đổi chóng mặt trên thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tại Việt Nam hiện nay có hơn 40 công ty Fintech, trong đó tập trung vào mảng thanh toán. Cũng như là các nước ở trên thế giới, cái thương mại cũng như là cái thanh toán đa chiều giữa các nước với nhau, giữa là các cá nhân, các tổ chức và trong đó có cả các tổ chức ngân hàng với nhau thì đang rất là cần cái vấn đề về bảo mật thông tin, về vấn đề là nhanh chóng và cái dòng tiền nó chảy một cách là an toàn. Và vì vậy cho nên là chúng tôi đầu tư cho các cái dự án khởi nghiệp liên quan đến là blockchain và fintech, cũng như là đưa các cái blockchain và fintech đã thành công vào ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Trong 2 năm trở lại đây, làn sóng fintech trong lĩnh vực thanh toán dịch vụ tiện ích đã trở nên sôi động ở Việt Nam, đặc biệt là rất nhiều thương vụ rót vốn cũng như ký kết hợp tác trị giá triệu đô giữa các fintech và ngân hàng đã được diễn ra. Năm 2016, công ty cổ phần M-Service, đơn vị sở hữu ví điện tử Momo, đã chính thức công bố khoản đầu tư trị giá 28 triệu đô la Mỹ từ quỹ đầu tư Standard Chartered Private Equity và Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu Goldman Sachs. Cũng trong năm 2016, dịch vụ ngân hàng số Timo đã chính thức được ra đời. Đây là sản phẩm ra đời từ sự kết hợp giữa Global Online Financial Solution Company và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Đây có thể coi là sản phẩm đi đầu trong sự kết hợp giữa một ngân hàng và một công ty fintech tại Việt Nam. Từ cuối năm 2016, đầu năm 2017, Liên Việt Postbank cũng đã tiến hành cung cấp dịch vụ ví Việt, cho phép khách hàng gửi, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và sử dụng các dịch vụ khác do Liên Việt Postbank cung ứng qua Internet, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử. Tháng 11 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBBank vừa bắt tay với startup fintech tạo ra công nghệ cho phép người dùng thực hiện giao dịch ngay trong ứng dụng Messenger của Facebook. Cùng với đó là rất nhiều các thương vụ đình đám khác. Fintech thì hiện nay là một xu thế tất yếu và phát triển rất là mạnh. Không riêng gì Việt Nam chúng ta mà trên thế giới. Cho nên chúng tôi theo dõi đầu tư vào lĩnh vực fintech trong vòng khoảng 3 năm vừa qua. Nó tăng ở cái mức là khoảng từ 30-40% một năm. Và rất nhiều các công ty fintech đã ra đời. Các công ty fintech thì đây là một cái làn sóng trở lại thứ hai các công ty fintech đối với thị trường. Thực ra là trong cái khoảng 10 năm trước thì cũng có một cái làn sóng rầm rộ các cái công ty fintech mà đón đầu cái cơ hội đầu tư, cơ hội mở mang cái thu nhập và do đó là cái tiêu dùng người dân Việt Nam. Tuy nhiên cũng đa số là không thành công lắm. Thứ nhất là cái công nghệ lúc đấy là cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng. Thứ hai là cái dung lượng thị trường lúc đấy còn nhỏ. Thế nhưng mà giai đoạn hiện nay thì tôi nghĩ là cái công nghệ là nó cũng mang tính phổ biến hơn. Thưa quý vị, Việt Nam là một mỏ vàng cho các công ty công nghệ khi sở hữu cấu trúc dân số trẻ và năng động. Theo số liệu thống kê thì đến tháng 6 năm 2017, có 64 triệu người Việt Nam, tức chiếm khoảng 67,1% dân số, sử dụng Internet và xếp thứ 13 trên 201 quốc gia có tỷ lệ người sử dụng Internet. Tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh smartphone so với người dùng điện thoại phổ thông trong năm 2017 là 84% và dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Đây là cơ sở cho thấy sự phát triển của fintech có thể giúp cho ngân hàng đem lại những tiện ích hiện đại phục vụ cho khách hàng.
từ đó tối ưu hóa cấu trúc chi phí trong hoạt động tài chính. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đối với hoạt động của cả các công ty fintech và các ngân hàng, khách hàng chính là đối tượng được phục vụ đầu tiên và cũng chính là đối tượng sẽ được hưởng lợi khi fintech và ngân hàng hợp tác với nhau. Trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho hơn 20 ví điện tử hoạt động, trong đó có những cái tên đã trở nên quen thuộc với nhiều người dùng như Momo, Bank Plus, Ví Việt hay WePay. Có thể thấy rằng các khách hàng đã có rất nhiều tiện ích khi sử dụng các ứng dụng hiện đại này. Trước đây khi mà khách hàng đi ra ngoài, họ có thể một là phải đem theo ví, mang theo tiền mặt hoặc là mang theo thẻ vật lý. Thì với cái thanh toán này thì họ chỉ cần một cái bản đồng hành với họ thôi, đó là cái điện thoại di động. Và theo đó giúp cho họ có thể là liên lạc với bạn bè, người thân, đồng thời là thực hiện hoàn toàn những cái giao dịch thanh toán mà chỉ cần với cái điện thoại di động của họ. Chi phí giao dịch khá là thấp, có thể ở cái mức gọi là gần như là không đáng kể, hoặc là có nhưng mà cũng không nhiều. Bởi vì fintech thì sống được là chủ yếu nhờ bằng nhiều giao dịch và nhiều người tham gia hơn là vào một cái mức chi phí cao. Các sản phẩm fintech sẽ giúp ngân hàng gia tăng khả năng, mức độ tiếp cận khách hàng và tần suất sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính từ các nhà cung cấp. Thông thường, các ngân hàng thu hút và phục vụ khách hàng ở vùng sâu, vùng xa sẽ rất tốn kém. Đây chính là cơ hội để các ngân hàng và fintech có thể cộng tác nhằm đạt được lợi ích kinh tế tối đa. Qua cái hoạt động của fintech thì rõ ràng nó góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng đối với người dân, đối với doanh nghiệp vốn dĩ đã và đang ở mức khá là thấp tại Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là qua đó nó cũng giảm bớt đi cái tình trạng tín dụng đen ở các khu vực nông nghiệp, nông thôn, rồi xa xôi hẻo lánh. Bên cạnh đó, việc số hóa các dịch vụ tài chính cũng góp phần giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ ngân hàng. Thông qua các ứng dụng điện tử, các hoạt động giao dịch của khách hàng và ngân hàng cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, minh bạch hơn. Khi mà ngân hàng chúng ta ứng dụng với là đưa công nghệ ứng dụng vào trong là các giao dịch thì làm cho minh hoạt bạch hóa về dòng tiền, làm cho an toàn về dòng tiền và làm cho người dân cảm thấy là thoải mái khi mà thực hiện các cái thanh toán trực tuyến, thanh toán online, thanh toán phí tiền mặt. Ngân hàng mà cộng tác hợp tác tốt với lại các cái công ty fintech ấy, thì cũng sẽ có những sản phẩm mới, có dịch vụ mới và chuyên môn hóa sâu hơn, phát huy được những cái năng lực hơn của những cái công ty giỏi, công ty phát triển tốt về công nghệ thì vẫn có những cái lợi ích. Tôi cho rằng là lợi ích lớn và gần như nó là cái xu thế tất yếu, không thể nào thay đổi, không thể nào mà lắc đầu với nó trong tương lai. Như vậy, hợp tác giữa fintech và ngân hàng truyền thống hầu như đều mang tính tương hỗ, cộng sinh. Các tổ chức tài chính có thêm và duy trì khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ thuận lợi và dễ sử dụng nhờ fintech. Đồng thời, các công ty fintech có thể tiếp cận với cơ sở khách hàng lớn và vững chắc của ngân hàng. Fintech chính là cánh tay đắc lực giúp nối dài các lợi ích trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận mà phóng sự vừa rồi đã đề cập thì cũng có những rào cản, những thách thức xuất hiện trong mối quan hệ giữa fintech và ngân hàng. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Rủi ro pháp lý là khó khăn đầu tiên mà các ngân hàng và các fintech cần đối mặt khi hợp tác với nhau. Cụ thể, khi hợp tác với các công ty fintech, ngân hàng cần rà soát các đặc điểm và chức năng của sản phẩm mới để tránh các ảnh hưởng tiềm tàng về mặt pháp lý. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có những quy định pháp lý cụ thể để làm cơ sở cho hoạt động giữa fintech và ngân hàng. Hiện tại thì một trong những cái rào cản khá lớn đấy là các cái điều kiện về phía Ngân hàng Nhà nước đang đặt ra cho chúng tôi là chẳng hạn như là khi kết hợp với một trung gian thanh toán, một đơn vị cung cấp các cái giải pháp, các cái dịch vụ mà có tính chất là trung gian thanh toán thì buộc các cái trung gian thanh toán phải có giấy phép trước khi mà được kết hợp với ngân hàng. Bây giờ thì có thể nói rằng là cái quy định thì gần như là chưa có gì, đang trong quá trình xem xét, phân tích để nghiên cứu để xây dựng. Còn thường là mới chỉ là hoạt động trên cái giác độ là một cái liên danh, một cái cộng tác, một cái phối kết hợp với ngân hàng. Thế còn đâu những cái nghiệp vụ chính về thanh toán, về dịch vụ, về chuyển tiền ấy, thì hầu như là vẫn là quy định đặc thù và độc quyền của ngành ngân hàng.
Cũng chính vì chưa có những quy định rõ ràng và cụ thể, nên mặc dù hiện có rất nhiều các fintech đang hoạt động, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các ngân hàng. Nhà nước thì chủ trương làm thế nào để mà ứng dụng được cái công nghệ. Ví dụ như là chính phủ đã có cái chỉ đạo về thanh toán phi tiền mặt và chỉ đạo về vấn đề thanh toán trực tuyến. Làm thế nào để mà công nghệ của các startup tại Việt Nam ứng dụng được, hợp tác được với ngân hàng và đưa các cái ứng dụng đó vào trong đời sống là của doanh nghiệp, của người dân khi mà sử dụng dịch vụ. Thì cái khó khăn hiện nay vẫn là sự kết nối giữa các bên với nhau. Trong hoạt động của ngân hàng, bảo mật thông tin là một yêu cầu vô cùng quan trọng được đặt ra. Do đó, rủi ro về mặt thông tin cũng có thể xảy ra trong trường hợp có một bên trung gian thứ ba xen vào mối quan hệ giữa ngân hàng và người gửi tiền. Đặc biệt là đối với ngân hàng thì cái tính bảo mật cao hơn là rất là nhiều. Vì nó liên quan đến cái an toàn tiền nong rồi những cái rủi ro dễ xảy ra hơn. Thế thì ngân hàng mà lại kết hợp với lại những cái công nghệ công ty khác, với cái đối tác khác thì đương nhiên là cái khả năng về bảo mật, khả năng về tiết lộ thông tin nó sẽ dễ xảy ra hơn. Tất nhiên là cần phải có những quy định chặt chẽ và cần có những cam kết ràng buộc cụ thể rõ ràng để bản thân những cái công nghệ cũng sẽ phải nâng cao trách nhiệm, ý thức được cái bảo mật thông tin như là đối với ngân hàng. Thế còn tất nhiên là cái rủi ro, cái khả năng nó xảy ra lộ thông tin nó cũng sẽ tăng lên so với lại những cái việc là ít người, ít cơ quan tham gia vào. Các ngân hàng hoặc phải sớm phát triển các mô hình công nghệ tài chính riêng biệt hoặc cần đưa ra những giải pháp để hạn chế rủi ro khi hợp tác với chương trình fintech, từ đó mới có thể hưởng lợi khi ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng. Mô hình hợp tác giữa fintech và ngân hàng phục vụ cho chiến lược hiện thực hóa giao dịch tài chính trên nền tảng công nghệ cao để ngân hàng trở nên thông minh và hỗ trợ khách hàng tối ưu nhất. Mô hình ấy có thể gọi là hợp tác cùng có lợi. Về giải pháp nào để mối quan hệ fintech ngân hàng thực sự phát huy hiệu quả? Mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến mà chúng tôi tổng hợp sau đây. Nên tạo ra một hành lang pháp lý để cho phép hoạt động fintech, để cho phép hoạt động xác thực bằng kỹ thuật số, rồi để cho phép hợp tác giữa ngân hàng và fintech, là cả ngân hàng cũng như fintech, rồi cả cơ quan quản lý cần phải quan tâm đến việc quản lý rủi ro đối với hoạt động này, bởi vì tất cả những cái sáng kiến, những cái đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tài chính ngân hàng thì nó có nhiều lợi ích nhưng cũng mang lại một số cái rủi ro, đặc biệt rủi ro về công nghệ chúng ta cần phải lưu tâm quản lý. Chính ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại cần có những cái giải pháp và có những cái đề xuất về hành lang pháp lý để thúc đẩy và giúp cho cái nhóm, các nhóm là startup Việt Nam liên quan đến là tài chính ngân hàng là họ có thể yên tâm triển khai. Hiện nay khi mà chúng tôi gặp các cái nhóm startup khác nhau thì về ý tưởng rất là tốt, nhưng họ luôn luôn e ngại là liệu việc này làm có được không, có nghĩa là cái vấn đề về pháp lý ấy, là cũng chưa đến được với cái nhóm mà nghiên cứu về tài chính công nghệ, đặc biệt là vấn đề là đưa cái tài chính công nghệ đó ứng dụng hợp tác với các ngân hàng. Theo chúng tôi thì cái tiêu chí điều kiện đầu tiên mà fintech cần phải đáp ứng đấy là cái năng lực về công nghệ. Thứ hai là cái khả năng hợp tác dài hạn với ngân hàng để liên tục nâng cấp sản phẩm dịch vụ cũng như là nâng cao cái chất lượng chăm sóc khách hàng về sau này. Bởi vì khách hàng của ngân hàng thì thông thường là những khách hàng rất là dài hạn. Tôi nghĩ rằng với cái ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ phải cần thời gian truyền thông, quảng bá để cho người Việt Nam cảm thấy là an tâm họ sử dụng cái dịch vụ này. Và cái cơ hội của chúng ta thì rất là lớn, bởi vì cái dân số của chúng ta đến tận 100 triệu người. Cho nên là nếu mà cái dịch vụ này được quảng bá một cách rộng rãi, đúng đắn và người dân tiếp nhận một cách mạnh mẽ thì chắc chắn là nó sẽ là một cái sự thành công rất lớn. Thưa quý vị, ngân hàng truyền thống có những thế mạnh riêng như quy mô vốn, khách hàng truyền thống và tiềm năng, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính và cung cấp dịch vụ tiêu dùng tài chính, vay vốn và thẩm định khoản vay, chuyển tiền. Tuy nhiên, để có mạng lưới hoạt động rộng lớn hơn, tiếp cận và đem lại nhiều dịch vụ đa dạng hơn cho khách hàng, thì ngân hàng không thể bỏ qua xu hướng áp dụng công nghệ số trong thanh toán, giao dịch theo hướng ngân hàng thông minh.
Trong tương lai, xu hướng ngân hàng đẩy mạnh hợp tác với các fintech chắc chắn sẽ càng nở rộ. Còn bây giờ, tạp chí Ngân hàng tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.